Rồi, xin chào tất cả quý anh em và chào mừng quý anh em tiếp tục quay trở lại với Voice Trường Thi. Rồi, tiếp tục khung giờ quen thuộc giới thiệu quý anh em một số cây. Trước mắt quý anh em một cây hai châu chân rễ quý anh em. Hai châu chân rễ cực quái nha. Quý anh em xem tham khảo cây này một người bê tương đối nặng tay nha quý anh em. Cây này thì được hai nước kiểm rồi. Chúng ta về chúng ta chăm sóc thêm. Sang năm chúng ta chơi hoa trái. Cây này thì năm nay thì chưa có quý anh em. Các bạn ta có một cái cốt đẹp, chúng ta chăm sóc thêm, giá cũng rất hợp lý. Cây này chào giá giao lưu 2,5 triệu nha, 2,5 triệu bao ship, giá rất là hợp lý luôn. Nhưng anh em nhảy cốt rễ như thế này khai thác cũng phải hơn phải tầm 2 năm mới ra được cái chi cành nước kiểm thứ hai nha. Rồi đo một vài thông số cơ bản cho anh em xem. Rồi đo cái cổ này, đo cái cổ rễ lớn nhất này, đây là cổ rễ lớn nhất. Đây là cái cổ rễ lớn lớn nhất nha mọi người. 13 nha. 13. Rồi, đo chiều cao từ mặt chậu lên. Từ mặt chậu lên tới tới ngọn thì nó tầm khoảng 40 nha. 40 phủ tán. Phủ tán tầm khoảng hơn 30. Phủ tán 35. Rồi, cây khá hay nha. Quý anh em xem lại cái độ quái của cho một cái bộ chân rễ này. Đấy. Bộ điều để cực kỳ quái luôn. Cái này giao lưu rất là hữu nghị luôn, giá 2,500k cực kỳ hợp lý luôn của em. Em xem cái bộ, của em xem cái bộ chân rễ đó nè, rất là quái luôn nha. Tất cả những cái rễ đều sống hoàn hảo hết nha của em. Của em thì nó rất là cái bộ chân rất là quái luôn. Tuy nhiên thì cây này được hai nước kiểm thôi, dòng lá này cũng ok nha. Tuy nhiên là nó còn là cái chế độ chúng ta nuôi cho nên lá nó hơi dài hơi lớn, nhưng cái dòng này cũng khá là ok nè. Dòng này trái ok lắm nha quý anh em, chứ không có phải là dòng lá lớn đâu. Tự nhiên là nó là cái trong chế độ nuôi chăm sóc nuôi dưỡng cho nên nó sung. Quý anh em thấy cái bộ chân lọc. Cái chậu này thì cũng cái chậu lớn đang chế độ nuôi. Chữ nhật kích thước 45. Chiều dài 45. Chiều rộng là 32. 32, chiều cao tầm khoảng 10 phân. 14. Rồi, quý anh em hợp ý thì gọi điện trực tiếp hay cách bạn thông qua số Zalo. Chào giá 2,500k bao ship, cả cây cả chậu, ship tận nhà, ship toàn quốc. Rất là đẹp. Rồi, quý anh em yêu thích cây này thì gọi điện trực tiếp hay cách bạn thông qua số Zalo. Mình xem thì luôn điện trong hình. Rồi, tiếp theo Zalo của anh em một cái chủng loại quen thuộc, một cây hải châu. Cây này thì hàng chân rễ nhưng mà cái tán là thiên nhiên và cây hiện tại vẫn còn trái trên cây nha cô nè. Những dòng cái này là gần như là cuối mùa nha, trái rất là lớn luôn. Tí nữa sẽ quay gần của anh em xem. Đó, cây này cũng quá hay. Cây này chào giá giao lưu của anh em 2,600k, 2,600k bao ship. Đó, anh em xem chi tổng quan cây, mình xem thì sẽ quay chi tiết cho anh em xem sau. Một cây hàng chân rễ bonsai một người bê bằng tra. Rồi cái hoành nha, cái vành bệ của nó cũng khá là lớn nha, vành bệ nó 20-28 nha quý này. Vành eo tại chỗ vị trí này đi, đo tại vị trí này nó tầm khoảng 25. Cây có chiều cao tính từ mặt chậu khoảng 45, và củ tán thì nó tầm khoảng 50 nha, củ tán khoảng 50. Cây nói chung cũng khá là hay quý này, cây dạng trái cực kỳ to, trái cực kỳ to nha. Đây này, trái rất là lớn luôn. Quý anh em xem trái này, đang tiếp tục cho hoa quý anh em, tiếp tục cho hoa này, tiếp tục cho hoa trái này. Chung là cái lượng trái này thì quý anh em chơi tầm khoảng 2 tháng rồi nha, trái cực kỳ to luôn. Cái cây thân này thì nó ok nha, nó có tí xíu lụa rừng nha quý anh em, cũng không ảnh hưởng gì nè, có một xíu lụa rừng. Dòng khai thác cây này cái bộ xương này quý anh em xem, bộ xương này xương rất là già luôn. Chúng ta chơi xong mùa họ trái này thì chúng ta sẽ tàn, chúng ta sẽ tàn và chúng ta làm lại, sẽ gọn tàn lại và chúng ta không cần làm gì nha, chỉ còn sẽ gọn tàn lại thôi. Cây này thì mình xem thị trường giá giao lưu 2,6 triệu bao ship cả cây cả chậu, ship toàn nhà, ship toàn quốc. Quên em một tí gọi điện trực tiếp thì các bạn thông qua số Zalo, mình xem thị luôn điện trong màn hình. Rồi 2,6 triệu bao ship. Rồi giới thiệu của anh em một cây hải châu dáng viên nhân, hải dáng viên nhân. Cây này là một cái cây tương đối thành phẩm, mà đây một cái dòng biển đảo và cái dòng lá tròn.
nó là dùng lá tròn nhưng không có nghĩa là nó tròn một cách hình tròn như của em, nó là dùng lá tròn, dùng đảo, dùng lá tròn lá nhỏ. Cây này là rất là ok nha, chỉ cần rất là già rồi, cây này tương đối thành phẩm rồi. Cây hiện tại vẫn còn trái lên cây. Hải Châu năm nay thì gần như là cuối mùa nha của em, gần như là cuối mùa. Mời của em xem chị tổng thể coi, cây nó rất là hay nha. Cây có những cái đường con rất ngặt, tí nữa sẽ quay chi tiết hơn của em tham khảo thêm. Cây này thì cái quanh của em, cái quanh nó thì nó tầm khoảng quanh nó thì nó tầm khoảng 5 cm nha, quanh 5 cm. Cây có chiều cao tính từ mặt chậu lên là khoảng 45. Và cây phụ tán mà rộng nhất, phụ tán rộng nhất khoảng 35. Chậu này là chậu oval, chậu tròn, kích thước 25. Và chiều cao chậu thì nó tầm khoảng 7,5 nha. Bữa nay mà chúng ta xem thêm cái phần đế của cây. Cây này thì hai chân rễ đều sống nha bữa nay. Hai chân rễ đều sống hết nha. Rất là khỏe, cây xây dựng thêm cây tử này. Cây có những cái đường thân lắc lượng khá đẹp. Cây này người ta trưng bày bằng tràng, người ta trưng bày bằng công hoặc là trưng bày bằng làm việc, nó rất là đẹp nha. Nó đang ở đây là dòng lá tròn này. Lá tròn như của em. Dòng này thì họ trái của em không quăng nha. Dòng này thì khá là ok rồi, lá rất đẹp. Cũng còn một số họ lắc rác này. Cây này cái đường co này của em xem cái đường co này. Rất là ngặt nha. Tại vị trí này nó tạo ra một cái đường thân rất là quái cây luôn. Chỉ cần mà sang thi làm chỉnh chu, ok nha, giá cũng khá là hợp lý, anh em tham khảo nha. Cái này thì chào giá giao lưu của anh em 2,3 triệu nha, 2,3 triệu bao ship. Anh em share hợp lý thì gọi điện trực tiếp hay các bạn thông qua số Zalo của sang thi luôn đến trong màn hình. Một cây vàng nha, một cây vàng nha, rất là đẹp, 2,3 triệu bao ship, cả cây cả chậu ship tận nhà, ship toàn quốc.